Xin chào các bạn, lại là D2T đây. Nhìn vào bức hình này, bạn có suy nghĩ gì? Đây chính là biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc. Bên phía Trung Quốc, chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy chi chít những tòa nhà mọc lên, đến nỗi nhà mọc sát cả đường biên giới. Phía còn lại là Việt Nam, chúng ta thấy được cây cối rất xanh tươi và um tùm. Điều này cũng cho thấy được tốc độ phát triển đáng kinh ngạc của Trung Quốc. Kể từ năm 1972, khi Tổng thống Mỹ đương nhiệm là ông Richard Nixon ký bản thông cáo mở đường cho Trung Quốc hội nhập về kinh tế chính trị vào phần còn lại của thế giới, đất nước này đã phát triển và vượt lên cả Nhật Bản, trở thành đối thủ đáng gờm của kẻ đứng đầu thế giới, ông chủ Mỹ. Nhìn vào đường biên giới này, có nhiều ý kiến được đưa ra. Có người nói Trung Quốc có quá nhiều nhà cao tầng quá, khí hậu sẽ ô nhiễm hơn do hiệu ứng nhà kính và thiếu cây xanh. Có khi người nước bạn lại thích sang khu đất có nhiều cây xanh của chúng ta để tận hưởng bầu không khí trong lành thì sao? Ý kiến khác thì cho rằng Việt Nam còn nghèo nên cơ sở hạ tầng thua xa Trung Quốc. Chúng ta cần học hỏi nước bạn để phát triển hơn trong tương lai. Nhìn thấy mức độ cạnh tranh học tập giữa các em nhỏ ở Trung là thấy đất nước phát triển như thế nào rồi. Việt Nam cũng nên cần đầu tư vào học tập, phát triển nguồn nhân lực trẻ để thúc đẩy nước nhà phát triển. Các bạn thấy ý kiến này như thế nào? Hãy để lại bình luận ở phía dưới video nhé! Nhìn qua vùng biên giới của Trung Quốc, nó đã phát triển chẳng kém cạnh gì thành phố Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội của Việt Nam các bạn nhỏ. Nhìn khu đô thị sầm uất đó đi, đây mới chỉ là khu biên giới vùng biển của họ. Không biết là ở thành phố lớn còn phát triển tới mức nào nữa. Có bao giờ bạn nhận được từ Shopee ở shop quốc tế còn nhanh hơn đặt đồ ở shop trong nước không? Đặc biệt là order các shop ở Trung Quốc. Đó chính là kết quả của hệ thống giao thông tại nước này. Hệ thống giao thông ở Trung Quốc phát triển đến mức bạn không thể nào mà tưởng tượng được. Đường sắt tốc độ cao ở Trung Quốc được thiết kế cho tốc độ 250-350 km/h. Với tổng chiều dài lên đến 29.000 km, hệ thống đường sắt của nước này chiếm khoảng 2/3 tuyến đường sắt cao tốc trên thế giới trong dịch vụ thương mại. Hoặc đến với Trùng Khánh, bạn sẽ choáng ngợp với những con đường chằng chịt như tờ nhện. Khi đến đây, bạn sẽ rơi vào mê cung đường và tầng nhà. Bạn dễ bị lạc và không tìm thấy đường ra nếu như không nhận được sự chỉ dẫn từ người dân địa phương. Trung Quốc lập nhiều kỷ lục mới khi chỉ trong thập kỷ vừa qua, họ vực dậy đất nước thoát khỏi đói nghèo, giúp 830 huyện nghèo đói ở Trung Quốc đã thoát nghèo. Gần 100 triệu người nghèo nông thôn theo tiêu chuẩn hiện tại đã thoát nghèo. Cũng trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến 2021, GDP bình quân đầu người của Trung Quốc tăng từ 6.300 USD lên đến hơn 12.000 USD, vượt qua GDP bình quân đầu người của thế giới. Ngoài ra, Trung Quốc còn phát triển mạnh trong lĩnh vực hàng không vũ trụ, phát triển sánh ngang với các cường quốc như Mỹ, Nga. Mặc dù thường xuyên có những bất đồng về chủ quyền biển đảo với Trung Quốc, nhưng chúng ta không thể phủ nhận tốc độ phát triển đáng kinh ngạc của họ. Trung Quốc đã phát triển rất nhanh, trong khi xuất phát điểm cũng là nước nghèo. Với Việt Nam chúng ta, liệu có thể làm được như họ hay không? Trong khi người Việt Nam của chúng ta rất giỏi, trí thông minh cũng không kém cạnh nước nào. Mặc dù không thể so với đất nước tỷ dân, nhưng Việt Nam chúng ta vẫn có thể lấy nước láng giềng này để làm động lực phấn đấu hơn. Hẹn một ngày không xa, có thể cạnh tranh ngang bằng với cường quốc này trong các lĩnh vực. Bạn nghĩ như thế nào về vấn đề này? Hãy để lại bình luận ở dưới video để cùng thảo luận nhé! Các bạn hãy đăng ký kênh và bấm chuông để nhận được những thông báo video mới nhất từ chúng mình nhé!